Mình nhận xe vét của anh khách hồi sáng, đúng trong vòng khoảng 48 tiếng luôn. 2 ngày làm việc mình sẽ trả lại cho anh khách nha. Mình đã phủ full gầm luôn. Chọn phương án là cốc nước nha. ESS trong những dòng phục của Thái Lan. Rất xịn sò luôn ha. Chúng ta có 30 nước chỉnh được cái ốp Lambo nhôm CNC được Donny đóng giày cho dòng xe Ranger, cho dòng xe LS. Nó chịu lực vào xoắn ốc này, khi mà chúng ta vận hành nó sẽ có một cái độ hơn và rất làm dễ gãy ốc này ha, gây cực kỳ nguy hiểm luôn khi mà chúng ta vận hành ở tốc độ cao. Cân bằng động cho cái bánh nữa các bạn cũng rất quan trọng luôn. Cái này qua màu đen bóng để nó kết hợp cùng với lại màu đỏ, một cặp đôi. Mỗi lần mình tắt mở nó sẽ qua một màu nha các bạn. Và cái mâm này nó được chọn làm trong những thiết kế của bên Thái, họ chuộng về những cái mâm nhẹ các bạn, flower former các bạn đó. Có nghĩa là cái mâm được thiết kế ra nó nhẹ, nó linh hoạt, lớp tô vô trong những dòng lớp made in Japan luôn các bạn. Ốc titan thì nó có một cái sức bền, nó có một cái chi tiết nó đẹp hơn. Đuôi bồ đúng là tinh thần của Thái luôn các bạn. Anh khách đã vô cái vô lăng đê kích và có cái lẫy xe lắp to luôn các bạn. Bây giờ cũng là gần 9 giờ rồi, bên mình làm hết việc không hết giờ nha. Mình nhận xe vét của anh khách hồi sáng, đúng trong vòng khoảng 48 tiếng luôn. 2 ngày làm việc mình sẽ trả lại cho anh khách nha. Một trong những cái xe mà bên mình làm rất nhiều luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ sâu về phần gầm. Đây, bên mình đã phủ full gầm luôn. Chọn phương án là cốc nước nha. Bạn thấy những cái phần lộ ra, mình đã tháo ra, mình đã phủ full gầm luôn. Và bây giờ mình chờ khô. Một trong những cái ưu điểm của phủ gầm cốc nước đó là nó sẽ không bị hôi và cái độ bền, độ bám nó sẽ chắc chắn hơn rất nhiều luôn so với phủ gầm cốc dầu. Nhưng mà một trong những cái nhược điểm của nó là nó sẽ khô lâu hơn phủ gầm cốc dầu nha các bạn. Nhưng mà bên mình luôn chọn những cái mã mà nó xịn, nó chất lượng, nó phù hợp để tặng cấp cái xe Ford nữa ha. Lộ phần gầm nữa các bạn, chúng ta sẽ thấy được rõ hơn. Phủ full gầm luôn ha, mình phủ luôn phần sexy, luôn những cái thanh nữa các bạn, những cái thanh dằn ngang dọc hai bên thân xe luôn ha, những cái khung xe mình đều phủ hết luôn, mình thấy phủ hết luôn nha. Thường những cái chi tiết mà nó không chuyển động mình sẽ phủ nó kỹ hơn các bạn, những chi tiết mà chuyển động mình sẽ không phủ ha. Full gầm luôn các bạn, giáp gầm một tấm nha. Ở LS chúng ta có thể làm giáp gầm được 5 tấm luôn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái phần về phục nữa các bạn. Phục ESS trong những dòng phục của Thái Lan, rất xịn sò luôn ha. Chúng ta có 30 nước chỉnh, tăng nhẹ nó sẽ tùy thuộc vào cái cảm xúc khi mà chúng ta lái ha. Nó cứng hơn, nó mềm hơn, nó xuống nhanh dần đều hơn hoặc là xuống chậm dần đều hơn, chúng ta có thể tùy chỉnh được, tùy thuộc vào khẩu vị đi xe của chúng ta ha các bạn. Chúng ta thay full cây luôn, tức là có cây phục vào sau trước, cây phục vào sau sau. Ở trước thì nó sẽ dính với nhau, ở sau nó sẽ rời ha các bạn. Trong những cấu tạo của nó, có một số đơn vị họ làm phục các bạn thì họ chỉ làm về cặp phục và so trước thôi, còn ở phần phía sau các bạn, phần này thì họ sẽ vô cái cây phục thôi, vào so họ vẫn giữ vào so zin. Còn cái phương án này chúng ta chọn phương án đó là chúng ta thay luôn vào so phần phía sau luôn, rất xịn luôn ha. Chúng ta thay như vậy thì chắc chắn sẽ đáp ứng được cho chúng ta những nhu cầu các bạn, mà giá cũng cực kỳ mềm luôn các bạn. Một bộ này dưới 40 triệu nha các bạn, không quá đắt ha, ai cũng có thể chơi được ha các bạn. Ở phần này chúng ta sẽ thấy được cái ốp Lambo nhôm CNC được Donny đóng giày cho dòng xe Ranger, cho dòng xe LS luôn các bạn. Rất đẹp luôn ha. Ở đây thì nó có những cái bắp, chúng ta bắt vào chúng ta không cần phải dán ha. Có một số nơi họ làm họ dán vô thì nó làm cho khả năng tản nhiệt của cái ốp Lambo này nó hơi bị thấp các bạn. Và trong những cái cũng rất quan trọng luôn khi mà chúng ta vô mâm lớp đó là cái vòng định tâm ha. Vòng định tâm nhôm đúng chuẩn 139.7 luôn nha các bạn. Nếu mà chúng ta không có vòng định tâm này khi mà chúng ta lắp mâm lớp vào thì cái lực truyền từ mâm lớp nó sẽ vô 6 ngóc này là 6 ngóc chính thôi bạn. Nó không có truyền lực vô của cái phần thắng này, đó nó sẽ truyền lực vào động cơ ha. Nó truyền lực vào 6 ngóc này khi mà chúng ta vận hành nó sẽ có một cái độ hơn và rất làm dễ gãy ốc này ha, gây cực kỳ nguy hiểm luôn khi mà chúng ta vận hành ở tốc độ cao. Với một cái xe sát nặng như Ford 2 tấn toàn tải lên tới có thể lên tới là gần 3 tấn luôn các bạn. Thì bạn biết được là cái lực nó khá là nặng. Nên chúng ta phải có vòng định tâm này cực kỳ quan trọng luôn nha. Bên mình là đơn vị chuyên làm xe Ford, chuyên nâng cấp xe nên những cái này bên mình luôn hiểu và luôn để ý nó đầu tiên luôn khi mà mình nâng cấp xe, mình vận hành cho khách. Đôi khách hàng họ không có để ý những chi tiết này các bạn, nhưng mà mình phải người đầu tiên để ý, mình gợi ý cho khách hàng một cái phương án nâng cấp xe an toàn nhất, chuẩn chỉ nhất ha. Còn bên đây, đây anh em mình đang trong quá trình cân mâm, cân bằng động cho cái bánh nữa các bạn, cũng rất quan trọng luôn để đảm bảo cái bánh này chúng ta phải quay tròn đều các bạn, nó không có bị quăng ha khi mà chúng ta vận hành. Một trong những cái cũng rất quan trọng luôn ha. Và có một số đơn vị họ chỉ lắp vô thôi các bạn,
họ không cân bằng động, dẫn tới khi mà chúng ta chạy xe tốc độ thấp không sao, nhưng mà xe chúng ta lên tốc độ cao, chúng ta chạy tốc độ càng cao thì độ sai số càng lớn ha. Đó, thì khi đấy cân bằng động nó cực kỳ quan trọng luôn, để giúp cho xe chúng ta ổn định thân ngang, luôn đi thẳng hoặc luôn theo vận hành của cái thước lái, của cái ý của đầu của tài xế. Đấy, nó sẽ quay ở những cái giải tốc độ khác nhau các bạn. Đây mình đóng vào ha. Đó, nó sẽ quay nhanh dần đều các bạn. Quay nhanh như vậy để đúng qua, nó đúng lại những cái giải vận tốc của cái bánh xe ha các bạn. Đó, chứ chúng ta không làm như vậy rất nguy hiểm luôn ha. Chúng ta chạy tốc độ thấp, chúng ta sẽ không để ý được. Khi mà nó chuyển về thông số giống như không là ok các bạn. Đây các bạn thấy là cân bằng rồi các bạn. À. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra, như vậy là chuẩn rồi các bạn. Bên mình đơn vị chuyên về mâm lốp luôn, nên cái này bên mình làm rất nhiều luôn các bạn, để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho khách khi mà khách đưa xe vào vận hành ha các bạn. Đây các bạn thấy thông số đang bị sai lệch nè. Đó, 1555 ha. Bây giờ mình sẽ bấm chì để làm sao cho nó quay tròn đều. Đó, để chúng ta ở mọi giải tốc độ nó không bị quăng khi mà chúng ta lái xe tốc độ cao ha các bạn. Công số đơn vị họ không có những máy này đâu các bạn, họ không có chuyên ha. Đó, còn đơn vị mình là chuyên, mình phải làm sao tỉ mỉ nhất, an toàn nhất cho khách luôn các bạn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục thực hiện tiếp cái xe này ha, để chuẩn bị ngày mai bằng giao xe cho khách. Đúng 28 tiếng, đúng 48 tiếng khi mình nhận xe của khách luôn các bạn. Rồi Auto Style xin mến chào các bạn. Thêm một siêu phẩm nữa, LS bản Platinum, là một trong những combo của Thái siêu đẹp luôn các bạn. Mình ấn tượng bởi cái cách chúng ta phối giữa màu đỏ với màu đen nha anh khách, trong những người thích màu đỏ. Nhưng mà hiện nay luôn xe màu đỏ bán tại Việt Nam phiên bản Platinum thì không còn nữa các bạn. Thì anh khách lại quyết định là sơn đỏ nguyên con luôn ha, để đúng với lại cái tinh thần của Thái, đúng với lại một cái phiên bản mà anh cực kỳ thích luôn. Một cái tấm hình bên mạng, trên mạng các bạn, quá đẹp luôn ha. Và anh khách giao cho mình tấm hình đó, anh nói là Dũng ơi, làm cho anh y chang xe này nha. Thì mình sẽ làm y như vậy luôn các bạn. Bởi vì nó đến nhờ vào bộ mâm nè các bạn, bộ lốp nè các bạn, và những chi tiết mình đang mix giữa chi tiết đen đỏ cùng với nhau ha. Thôi bây giờ mình sẽ đi qua từ phần chi tiết đi các bạn. Qua phần đầu xe nè. Đầu xe bản Platinum thì với những cái thanh mạ gôm phía trước này nó vẫn là thanh màu bạc ha các bạn. Đó, và dàn chữ này nó cũng là màu sáng luôn. Và mình đã điểm qua những chi tiết này qua màu đen bóng để nó kết hợp cùng lại màu đỏ, một cặp đôi cực kỳ đẹp luôn khi mà chúng ta làm hai cái màu tương phản nha. Đen đỏ các bạn, những chi tiết đen xen cùng với nhau. Đen nè các bạn, đỏ nè ha. Chúng ta sẽ trông cái xe nó thể thao hơn rất nhiều luôn khi mà chúng ta nâng cấp xe ha các bạn. Phần đầu xe thì mình còn trang bị thêm cái đèn sương mù gầm các bạn, dòng A10, dòng 2 inch nha. Tất cả đều xài là bắt zin hết luôn các bạn. Đây, mình bật đèn sương mù cho các bạn xem. Đó, mỗi lần mình tắt mở sẽ qua một màu nha các bạn. Bộ trợ sáng cho chúng ta rất nhiều luôn khi mà chúng ta đi xa ha. Nếu bạn chỉ để chế độ màu nắng, màu trắng như vậy, chúng ta đi đường đô thị nó sẽ là sang hơn ha. Chúng ta chuyển qua màu vàng, chúng ta chuyển qua màu nắng, chúng ta đi đường trời mưa trước nó sẽ bám đường tốt hơn, giúp cho chúng ta đi xa ha các bạn. Rồi, những chi tiết này mình cũng đã điểm luôn nè các bạn. Những chi tiết mặt ca lăng, có rất nhiều các chi tiết luôn ha. Nó là màu bạc các bạn, mình đã chuyển qua màu đen. Chúng ta nâng cấp xe, chúng ta để ý từng chút một ha, chúng ta sẽ ra một cái thành phẩm nó đẹp được nha các bạn. Cái điều đặc biệt nằm bên hông nè các bạn, bộ mâm nè các bạn. Mâm của Thái Lan, made in Thái Lan luôn nha. Bộ mâm rất xịn sò luôn, mâm chi, một trong những mã mà bên Thái Lan họ bán rất nhiều luôn các bạn. Quá đẹp luôn ha. Mâm 20 nha các bạn. Với cấu hình là những chi tiết này là đen mờ các bạn. Rất đẹp luôn ha. Đúng với lại tinh thần của xe luôn, đen đỏ kết hợp đen xen cùng với nhau. Và cái mâm này nó được chọn là một trong những thiết kế của bên Thái, họ chuộng về những cái mâm nhẹ các bạn, flower former các bạn. Đó, có nghĩa là cái mâm được thiết kế ra nó nhẹ, nó linh hoạt, và nó vừa mang tính thời trang mà nó vừa mang tính an toàn cao nữa các bạn. Và nó làm tăng hiệu suất của xe ha, không làm xe quá nặng nề khi mà xe di chuyển ha các bạn. Và mình đã chọn cho anh khách phương án là lốp Toyo, một trong những dòng lốp made in Japan luôn các bạn. Và mình chọn cho cái mã anh khách là lốp AT ha. AT thì nó sẽ đỡ ồn hơn so với lại GT, nhưng mà mỗi mã nó đều có những cái kiểu khác nhau các bạn. AT thì nó sẽ không có cái gai nó to bằng GT các bạn, thì AT nó phù hợp với đường trường nhiều hơn. GT thì cái gai, cái muối nó sẽ lớn hơn ha. Chúng ta phù hợp với đường off-road hơn, nó phù hợp với lại vẻ đẹp hơn ha. Cũng còn tùy vào cái gu chơi xe của mình ha các bạn. Bạn đứng từ xa bạn nhìn cái xe nè các bạn. Để mình xoay cái mâm ra cho các bạn xem nha. Đó, bạn thấy rất đẹp luôn ha các bạn. Bộ mâm kết hợp cùng với lại Lambo màu đỏ, cũng lại tinh thần đen đỏ luôn các bạn. Cặp đôi đến với nhau, quá đẹp luôn ha. Bạn thấy, bạn đứng một góc 45 độ từ phía trước nhìn tới nè các bạn. Các bạn hãy bắn một cái góc ở xa tới, chứ này chúng ta nhìn toàn thể cái xe
một góc 45 độ từ đầu xe tới ha các bạn. Bạn sẽ thấy được là màu đen, màu đỏ đang xen cùng với nhau, kết hợp bởi những cái bộ mâm các bạn. Và anh khách đã cố tình chọn cái chữ của Toyo là chữ đen ha. Chúng ta có hai mặt, lớp này chúng ta xài được hai mặt nha. Tại vì cái rãnh thoát nước của nó là rãnh hai chiều các bạn. Chúng ta xài mặt này cũng được, chúng ta xài mặt trong cũng được. Và anh khách cố tình chọn mặt chữ đen bên ngoài ha. Chúng ta chạy một thời gian khoảng 30.000 cây, chúng ta đảo vỏ, đảo mặt ha các bạn. Và chúng ta thấy được những chi tiết khác về chữ Platinum này các bạn. Và những cái mang cá, về những cái tay gương, thanh ba ga dọc phía trên, những cái trụ này các bạn. Anh khách chuyển qua màu đen, đen bóng luôn ha các bạn. Rất tỉ mỉ luôn ha. Ở trong những anh khách rất chịu chơi và chịu chi luôn các bạn. Chúng ta đứng từ xa, chúng ta nhìn tới một góc 45 độ từ phía sau, và chúng ta nhìn từ ngang hông qua này các bạn. Và sẽ thấy được cái sự cân đối ha. Cân đối về cái tỉ mỉ, cân đối về cái sự tâm huyết của đơn vị nâng cấp, và cái độ tinh xảo khi mà anh khách anh cũng đã nghiên cứu rất kỹ luôn những cái mẫu bên Thái nha các bạn. Những cái viền chân kính nè, mình phải dán đề can cao cấp dòng đen bóng cho anh khách luôn các bạn. Nửa trên anh khách chúng ta chọn phương án là màu đen ha. Dưới là màu đỏ các bạn. Những cái thanh ba ga quá đẹp luôn ha. Và phần phía sau đó, mình còn làm cho anh khách thêm hóa nhựa lồng vè nữa các bạn. Lồng vè phía sau là lồng vè bằng nỉ ha. Chúng ta đi rửa xe nước sẽ dễ bám vào lồng vè, chúng ta gây những cái mùi hôi, và mình đã hóa nhựa lồng vè, mình chuyển cái lồng vè này qua là bằng lồng vè bằng nhựa luôn các bạn. Đỡ bám mùi, đỡ bám nước ha. Chúng ta di chuyển xe đỡ mùi hôi các bạn. Và bộ mâm đó, mình đã kết hợp trên khách luôn bóp titan. Bóp titan thì nó có một cái sức bền, nó có một cái chi tiết nó đẹp hơn so với lại bóp zin ha các bạn. Nhìn nó thời trang hơn, nó khỏe hơn, và sức chịu tải nó tốt hơn rất nhiều luôn các bạn. Và điều đặc biệt là khi mà mình lắp bộ mâm này vô, mình đã gắn trên khách luôn cái vòng định tâm để mình làm sao cho cái mâm, cái trục nó sẽ đồng tốc cùng với nhau ha, nó không có bị lơ các bạn. Cái này trong những chi tiết cũng rất quan trọng luôn. Với những đơn vị mà chuyên nâng cấp mâm bên mình đều tính toán những phương án để cho khách trước khi khách nâng cấp ha các bạn. Bây giờ chúng ta bước vào phần sau xe nè các bạn. Đó, tiếp tục một góc 45 độ từ phía dưới lên các bạn. Cũng lại là cái sự sắp xếp về vẻ đẹp nữa ha các bạn. Đó, ốp cua bánh, cái phần đuôi bô acrylic các bạn, và phần nửa trên các bạn. Rất đẹp luôn ha. Và phần đen này, mình đã dán phần đề canh đen mờ trên khách luôn các bạn. Để nó tạo thành một cái điểm nhấn, nó một như một cái dòng chảy vậy các bạn. Nó chạy từ đen đỏ ha. Nó không quá sáng, để hai màu này lại tiệp với nhau. Và phần phía dưới này mình đã làm trên khách luôn là cái phần bô acrylic các bạn. Đuôi bô đúng là tinh thần của Thái luôn các bạn. Đuôi bô ở đây nó có hai nhiệm vụ. Một phần là nó đẩy mình để cho nó sâu ở phần phía sau để nó đẩy cái mùi hôi dầu các bạn, nó đẩy ra phía xa nhiều ha các bạn. Nó không bị nhập vào cái phần khoang động cơ chúng ta, khoang hành khách của chúng ta, đỡ gây ra tình trạng mùi hôi ha các bạn. Một phần là nó cũng mang tính thời trang nữa các bạn. Đó các bạn thấy rất đẹp luôn ha, rất xịn sò các bạn. Đuôi acrylic, đuôi carbon nha. Rất xịn luôn ha các bạn. Vừa thời trang vừa giảm mùi hôi dầu khi mà chúng ta sử dụng xe các bạn. Đó, phần phía sau ha. Bạn thấy cái bề ngang của cái lớp này các bạn, từ phía sau chúng ta nhìn tới, bạn thấy được cái đầu ngang và cái lớp Toyo, nó định vị nó khá là hợp với lại những cái bộ mâm chui made in Thái Lan, và cái dáng của xe các bạn. Nên đây là trong những combo mà được anh khách lựa chọn rất nhiều luôn khi mà anh khách nâng cấp xe ha các bạn. Rồi chúng ta đứng phần trực diện của cái đuôi xe, chúng ta nhìn nè các bạn. Những cái chữ này mình đã chuyển màu đen luôn ha. Tất cả này đều là sự tỉ mỉ hết, đến vào cái sự nâng cấp của anh khách, đến nhờ vào cái sự tỉ mỉ, và anh đã nghiên cứu rất kỹ luôn ha, để anh đưa cho mình một phương án để mình nâng cấp xe ha các bạn. Rất đẹp luôn. Rồi các bạn thấy, khi mà chúng ta nâng cấp xe, chúng ta phải để ý những cái góc trực diện từ đầu xe, 45 độ góc xéo phần đầu xe, để ý từ phần hông xe, để ý từ phần đuôi xe. Và khi mà chúng ta đứng góc này, chúng ta sẽ thấy được nè các bạn. Đó, cái bề mặt của lớp và mâm nó lại thẳng hàng cùng với lại ốp cua bánh ha các bạn. Nó không đưa ra quá nhiều. Đó. Cái này là cái sự cân bằng khi mà chúng ta nâng cấp xe ha các bạn. Ở những cái góc mà từ dưới lên, chúng ta nhìn thẳng thì chúng ta sẽ thấy được cái điều này ha. Theo trong những vẻ đẹp về sự cân đối, vẻ đẹp về cái sự sắp xếp ha, để làm sao cho nó thật sự là hài hòa khi mà chúng ta nâng cấp xe ha các bạn. Rất đẹp luôn. Đó. Rồi chúng ta nhìn vào góc xéo này nè các bạn. Chúng ta thấy được cái bộ mâm nó xoay ra. Đây. Đó, các bạn thấy. Chúng ta sẽ thấy được cái bộ mâm nó xoay qua ha. Mâm chưa y. Phần đầu xe, phần đuôi xe, một cái góc tổng thể luôn. Cả bộ mâm trước, bộ mâm sau. Quá đẹp luôn ha. Đây là bản Platinum, nên các bạn thấy một số chi tiết giống như là vị trí nhớ ghế nè, xe đã có sẵn luôn các bạn. Đó. Bản Platinum thì nó sẽ là bản cao cấp nhất của nhà Ford luôn ha. Và anh khách, tuy là bản Platinum nhưng cái vô lăng
anh khách cũng chưa nghĩ các bạn, anh khách đã vô cái vô lăng để kích và có cái lẫy xe lắp to luôn các bạn. Đây là nguyên zin một cái vô lăng của xe lắp to ha, có cái lẫy zin sẵn luôn, bên mình đã lấy ra từ xe lắp to và bên mình đã in sạch vào xe của anh khách, mình đã làm chi tiết đen đỏ đen xen cùng với nhau ha, vừa phần da vừa phần carbon fiber các bạn, rất đẹp luôn. Chúng ta lái xe, chúng ta cầm vô lăng này, chúng ta vần vô lăng, lái rất sướng luôn các bạn. Kết hợp với lại phần lẫy để chúng ta đi đường đèo, chúng ta đá lẫy, vừa giúp cho xe an toàn, giúp cho xe chúng ta di chuyển nó cũng mượt mà hơn. Đường dốc, đường đèo, mọi chi tiết luôn ha các bạn. Rất xịn sò luôn. Bản Platinum thì được định vị là cái bộ loa B&O các bạn. Loa B&O ở những cái cục A chúng ta thấy á, đây, cục A vị trí này. Và mã loa này cũng đã nghe khá là hay ha. Bên mình luôn có bán những cái cặp loa, bộ loa B&O full set luôn, cả phần loa cục A, loa cánh cửa, loa sub và những cái đầu phát về nhạc B&O luôn ha. Dành cho những phiên bản thấp hơn như LS Sport, LS Titanium các bạn, chúng ta đều hoàn toàn có thể insert được những chi tiết này các bạn. Rồi, những chi tiết này cũng nhỏ thôi, mình cũng làm tặng cho anh khách nữa các bạn. Phần dán carbon chống chày, tắp bi cửa ha. Dòng dán carbon bên mình là dòng dán carbon xịn ha. Mình đa phần mình chọn những mã xịn nhất để mình tư vấn, mình giới thiệu cho những anh khách các bạn. Và những cái ốp bực bước nè các bạn, chúng ta bước lên bước xuống không làm chày ngay cái phần này của chúng ta các bạn. Rất xịn luôn các bạn. Ốp bực bước LS, mẫu này mẫu thế hệ mới nha các bạn, nó có hai đường cong, một đường gấp ở đây, một đường gấp ở đây để đỡ phần chày cho xe chúng ta ha. Rồi, một trong những cái cũng không thể thiếu nữa các bạn, đó là cái bộ dán phim cách nhiệt. Mình đã chọn phương án là Bam Crystal Light, một trong những mã rất xịn sò luôn ha. Bam Crystal Light được cấu tạo bằng 200 lớp các bạn. Có nghĩa là nó gồm có 200 lá nano thép nó xếp chồng lên nhau. 1, 2, 3, 4, 5 tới 200 lớp ha. Tại vì khi mà ánh nắng hắt trực tiếp vào xe chúng ta thì 200 lá nano thép này nó sẽ ngậm nhiệt, nó không hắt vào người chúng ta liền. Nó tạo cái một cái không gian thoải mái khi mà chúng ta đi xe các bạn. Còn những dòng phim nó chất lượng thấp hơn, nó không có thẻ bảo hành, nó không có những cái nguyên tắc về chất lượng thì nó sẽ bị ánh nắng hắt vào người chúng ta khi mà chúng ta đi xa. Cho nên cảm thấy là cho bước lên xe không gian này, không gian làm lạnh nhanh hơn, không khí nó dễ chịu hơn, giúp cho chúng ta đi xa ha các bạn. Đặc biệt là kính lái. Những kính hông này nó bị ít ảnh hưởng ha các bạn, nhưng mà kính lái bị ảnh hưởng nhiều. Ảnh hưởng nhiều bởi khi mà anh hắn hắt trực tiếp, hắt vào kính lái ha, người ngồi đối diện. Chúng ta nên chọn cái những mã này, chúng ta có thể chọn những mã thấp hơn cũng được, nhưng mà đối với vị trí kính lái chúng ta nên chọn mã phim là phim xịn ha, và em mã Crystal Light các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái phần phục nữa các bạn. Mình đã vô bộ phục ES của Thái Lan ha, nó có tùy chỉnh được 30 nấc các bạn, giúp xe chúng ta sẽ êm ái hơn rất nhiều luôn khi mà xe chúng ta di chuyển ha các bạn. Bây giờ thì cảm giác bồng bềnh nó sẽ không còn nữa khi mà xe chúng ta di chuyển trên đường, nhất là xe chúng ta qua những đường gồ ghề các bạn. Rất đã luôn các bạn. Và anh khách mình đã trải nghiệm bộ phục này rất nhiều luôn các bạn, và anh đã gửi cho mình bộ phục này ha. Và thật sự khi mà mình lái xe, mình cảm nhận bộ phục này, mình được thấy rõ luôn những cái sự phản hồi từ mặt đường vào xe các bạn. Có nghĩa là khi mà chúng ta vô những bộ phục phục xịn, chúng ta qua những vùng gồ ghề giống như vậy các bạn, chúng ta sẽ cảm được nhận là nó sẽ xuống chậm dần đều, và nên nó sẽ lên chậm dần đều. Nó giúp nhiều bản thân chúng ta hơn khi mà xe chúng ta di chuyển, nó không làm chúng ta mệt khi mà chúng ta đi xa nha các bạn. Rất tuyệt vời luôn các bạn. Một trong những bộ phục đang bán rất chạy thị trường luôn ha. Và bên mình luôn có những sản phẩm về phục này để chuẩn bị giao cho khách nha. Khách hàng chỉ cần nhắn tin cho mình trước thôi, mình sẽ sắp xếp để giới thiệu cho khách hàng hoặc là chia sẻ cho khách hàng những cái thông tin nhiều hơn về bộ phục này nha. ES của Thái Lan các bạn. Một trong những mã rất xịn sò luôn ha, phù hợp với dòng xe LS. Tùy chỉnh được 30 nấc các bạn. Rồi, đó là về chi tiết về phục ha. Một trong những chi tiết nữa đó là cái phần màn hình các bạn. Mình đã chọn cho anh khách luôn cái hộp Underbox 58GB ha các bạn. Lướt YouTube cực nhanh luôn, giúp cho chúng ta đi xa an toàn hơn rất nhiều luôn ha. Kết nối YouTube nghe nhạc cũng siêu hay luôn các bạn. Đây, mình đã kết nối YouTube cho anh khách xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vô YouTube nữa ha. Mình ra những khẩu lệnh nè các bạn. Rất nhanh luôn các bạn. Mở kênh YouTube Bùi Quang Dũng. Mình sẽ mở kênh YouTube của mình nha. Mình thấy rất tiện luôn ha. Chúng ta ra những khẩu lệnh, chúng ta chọn đường đi, rồi chúng ta nghe những bài nhạc mà chúng ta yêu thích ha. Trước đây mình hay chọn nhạc mà bây giờ bị dính bản quyền nhiều quá các bạn. Những cái clip mà bên mình đang phát triển nữa các bạn, đang sản xuất ha. Cũng là chuyên về xe for luôn, đặc biệt là chuyên về LS ha. Hoặc là chúng ta đi đâu các bạn, chúng ta muốn kiếm một quán ăn gần chúng ta, chúng ta vào cái map của Google Map nè. Chúng ta ra khẩu lệnh nè các bạn. Chúng ta bấm vô đây. Kiếm quán bún bò gần nhất. Đó, sẽ xuất hiện cho chúng ta những cái quán mà ngay vị trí gần chúng ta ha các bạn. Cực kỳ tiện lợi luôn. Và mình đi xa, ví dụ mình về Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu hay mình đi ở những vùng Tây Bắc các bạn, mình không biết chỗ đó ăn ngon hay không, thì mình lên đây, mình chỉ cần đọc cái tên đó thôi. Mình chọn được cái quán, mình coi đánh giá 5 sao, mình bục thôi các bạn.
changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession. That's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing. Rồi, đó là những nâng cấp trên xe RS bản Platinum các bạn. Một trong những mã rất xịn sò luôn ha. Quá tăng cấp luôn các bạn. Đến vào những chi tiết rất xịn luôn ha. Tất cả những này đều có sẵn tại AutoStyle bên mình hết. Các bạn nhu cầu nâng cấp xe ghé mình nha. Bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Quang Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.